Ok, bây giờ các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình làm với mình đây, mình đã quay trở lại đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tự game AMD ha. Rồi. Đây, các bạn có thể thấy dưới đây ấy, ui, cây hai cây một đêm. Cây hơi bị chua đó mọi người. Sao cái đồ họ mình hơi kỳ đó. Đến bật cái đồ họ này coi. Bật đồ họ giảm lag à. Ấy, tắt đồ họ đi cho nó ngầu quầy. Được. Tắt đỏ đi. Bật cái này là cái gì vậy? À cái này dùng màn hình mọi người. Nếu các bạn không bị muốn dùng màn hình đó là tắt cái này nè. Tắt cái đó được á. Đây, tắt em. Ui, giờ khung cảnh khác hẳn. Khác bọt đẹp ngay. Ui. Nhờ nhìn lại đẹp thiệt á. Bữa giờ như là tắt cái đó lát thì phải. Đây. Thì có clip. Yeah. Clip trước thì mình cũng review á, một chiêu của trái ghi phải trái chiêu của ghi năm trong clip trước giờ mình đã cày xong game rồi nè, giờ đi mua thức tỉnh hết á, nói chung là thức tỉnh hết tất cả chiêu của ghi năm, review luôn làng cho nó ngầu á. Cày chua lắm không, cày ngày đúng rồi, cày ngày á hoài dở rồi. 2k, ui chiêu thứ ba là 2k, tư là mấy k đây. Ôi, 2k là 2k5 thì phải. Đúng ta. Không biết đúng nữa. Ôi, hết tiền anh ơi. Sạch game còn đồng nào hết. Biết để được chưa, bắt chưa. Còn nữa ha. À, hết chiêu thức tỉnh lại. Ngon. Cuối cùng thức tỉnh hết rồi. Giờ review thôi. Giờ bay về đảo kia review mà. Bây giờ đảo kia có quái gì, đảo này có con nào đâu. Bay ơi. Đấy, bay à. Bay về cái đảo mà. Đảo nào ta? Thôi đảo đây cũng được. Thôi đảo đây cũng được. Nhưng mà đảo này nó không kiểu nó không đẹp luôn à. Không có giọng nhìn sáng sóc quá. Thôi bay qua đảo kia luôn cho nhanh. Đây nè, Elite Lobby. Mặc dù Elite Lobby ở trên cao nhưng mà ở đây thì nó làm dữ. Thì cục gì đó. Ảo thật này. À đây, tới nơi. Rồi, chết spam nè. Rồi, chết chiêu nè. Tắt cái dạng ghi 4 củ xì đi. Bây giờ chúng ta chơi dạng ghi 5 mà không chơi ghi 4 nữa. Bỏ ghi 4 qua bên. Giờ chơi ghi 5. Đây, bây giờ bật lại ha. Chú U. Bây giờ mình test trước không có Haki xem. Tí thì mình bật Haki test sau ha. Ê! Sao bây giờ nó lộng nhạc rồi kìa. Đi lòng nhạc ơi, đi lòng nhạc ơi, nhiêu. Ngày này nó lòng nhạc rồi phải. Để mở cho lên nè. Đó, biết bị bản viên nữa. Ăn bản viên chết quá. Ơi, nó lòng nhạc tiếng cười cười của Luffy mọi người. À, ui, giờ lòng nhạc được thế nhờ. Không hổ dành game này. Đúng đỉnh luôn. Đây, bây giờ chiêu quy ha. Chiêu quy hình như là các bạn đã thấy là clip trước rồi. Chiêu quy đó là biến khổng lồ và giảm xuống. Với cái lượng đam còn nói là lúc mà mình lượng đam trong kia á, mình test á là khoảng 200 mấy lần. 290 mấy k, ui dồi. Ghê thật sự á, 290 mấy k đam. Một dặm thôi, mà hồi nhanh đấy chứ. Thức tỉnh hết game luôn. Thức tỉnh như là khoảng mười mấy k game á mọi người. À, chữ E ha. Thì chữ E như thứ hai là còn khoảng 1.000 năm game. 1k5 á, thì chữ E đây, cho các bạn coi chữ E ha. Là chịu hồi cánh tay. Ấy. Cái tay nè, cái tay không lồ lắm nha. Không giống Luffy nha, cái tay pha ke đúng không? Kéo dài kìa. Ôi, mà công nhận làm thật thiệt á, làm đẹp ha. Với cái tay nè, các bạn có thể thấy đánh nhỏ hơn đúng không? Nhưng mà không đâu. Diện giọng vãi chưởng luôn đi. Nó giọng lắm mọi người, tưởng các bạn tưởng nhỏ đúng không? Nó giọng lắm. Đúng giọng luôn á. Không có ai ngờ được đâu là nó làm giọng cái gì luôn á. Nếu mà mic có ồn các bạn không cảm ha. Mic mình trời tai nghe nên nó hơi giật giật. Nếu mà có tiếng ồn các bạn không cảm ha. Ai e lại lần nữa nè. Từ xa ha. Không biết gì đàm. Uầy, 170 mấy k hình như là con quái này là mát rồi đó. Hoặc là nó chưa ấy á. Rồi bên đây cãi lộn dần dần thiệt sự. Rồi đợi mình tí nha. Ok xong rồi mọi người ạ. Ok giờ mình sẽ tiếp tục chiêu R ha. Chiêu thứ ba là cần khoảng 2.000 game thì phải. Cái này hình như là cần 2.000 game. Xong 2k5 xong qua 3k, 3k5 thì phải, không nhớ nữa. Các bạn có thể kiểm lại ha, nhưng mà cần 14k game thì phải.
14 hoặc là 13k.5 gì đó, mình không nhớ nữa. Thôi, bây giờ tới chiêu thứ 3 ha. Chiêu R là gì vậy? Ui rồi. À, ném điện. Được, được, được. Cái chiêu này thật sự khó lắm mọi người. Chiêu này các bạn có thể đánh từ xa mọi người. Chiêu này là đánh từ xa nè, vừa đánh từ xa mới lại vừa đi đâu bên bà rồi. À, đánh từ xa mới diện rộng rồi mới lại làm to chắc luôn. Uầy. Uầy, được thật sự anh em ạ. Đã rồi chưa? Ui, cái chiêu điện nè. Wow, 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 chụp hình pe mới được. Giật. Các bạn thấy không? Khi ném nó sẽ ra hiệu ứng luôn kìa. Nó hiệu ứng điện luôn rồi. Được thật sự á. Nhưng mà mặc đồ cái tóc mình nó hơi bự nha. Yêu cầu ai gì mình làm lại tóc là làm lại hiệu ứng nha. Nó hơi xấu á. Chiêu đẹp nhưng mà hơi xấu nha. Nhân tạo hình nhân vật hơi xấu á. Nhưng mà chiêu xấu đâu ha. Chiêu ép ha. Chiêu ép chiêu gì vậy? Gì vậy? Bạn cần dưới 50% máu để sử dụng hả? Thế bỏ qua chiêu đó đi. Để em thử chiêu G ha. Chiêu ép là như cần 50% máu. Để thử chiêu G là gì vậy? Ui. Ui, phải cái hiệu ứng luôn kìa. Ui. Trời. Giọng á. Trời. Quái, mày thấy cái gì? Chiêu giọng quá chứ. Nó không có hồi nhanh. Hồi chậm hơn chứ thôi. Nhưng mà giọng lắm. Ôi, họ biết lắm. Ôi, họ biết nhiều đam trời ơi. Bùm. Ơi, không hổ danh cái ghi nam của tôi. Nó không làm tôi thất vọng rồi. Được thật dữ luôn anh em ạ. Ôi, đáng mong trời, đáng mong trời, đáng đồng tiền mát gạo. 4k vui bút á. 4k vui bút á. Đúng chuẩn, 4k vui bút. Không khác. Được, được, 4k vui bút. Xứng đáng tiền, xứng đáng tiền. À, chiêu T là gì vậy? Úi dồi. Cưỡi mây à. Ủa gì là chết rồi bay được à. Cưỡi ghi năm không bay được. Ai ngờ có chiêu bay nè. Vậy là chiêu tỉnh cuối cùng là chiêu bay mọi người. Wow. Ghi năm bay nè. Ai đó không bay được đâu. Úi xôi ơi. Được thật sự. Gì đây. Bay nè. Bay nhanh rồi mà trong lúc ngồi nằm như nằm ngủ vậy. Ôi, tắt coi. Quỷ chứ. Ui được thật sự anh em ạ. Còn chiêu ép. Như ép như là cần dưới nên 100 máu để da mình. Mình da mình test chiêu coi. Ồ đó mình tha máu rồi xong mình bay lên. Đây. Chịu máu đi. Nhanh lên. Đâu ra. Nè chị ép này. Ôi chưa đủ 50%. Chết dở rồi. Đây đủ rồi đúng không? Chị chưa ép làm gì? Ui vãi. Vậy là cười nữa thôi máu. Cái gì đó sai sai ở đây nè. Được thật. À hiểu rồi. Cái chiêu này như là giống trong phim mọi người. Khi bị ăn độc của Kaido thì vẫn hồi lại sức mọi người. Chiêu hồi nhanh nữa nè. Ui. Cừ nó hồi như là 50% máu luôn hay sao á. Ừ. Nên trừ 50% máu là hồi một phát là hồi 50% máu luôn á. Ui đỉnh thật sự anh em ạ. Đấy là một tiền bát gạo, đấy là một tiền bát gạo, đấy là một tiền bát gạo đây chứ đâu. Anh em ơi. Đúng rồi anh đi. Có kìa. Ơ bấm lộn chiêu. Chị bốn rồi. Nó chết đi kìa. Ui. Chán bị biến hình cũng ăn hại nữa. Ai nè, hồi máu đi. Giờ cười con khỉ. Đây, bây giờ cười để hồi máu nè. Vậy, cái animation cười nó bự vậy. Ủa. Cái gì đây? Gì á? Animation của tôi thôi. Chết dở rồi. Sao chạy gì ơi. Ok. Khô cái gì đó ảo ảo ở đây nè. Cái gì nó dài này. Ủa. Mắc animation rồi. Nhìn bự vậy. Thôi. Thì clip đây mình đã review hết tất cả cái chiêu của Gear 5 rồi ha. Thì nếu các bạn thích video này cho mình một like, một share cũng như là động lực để mình
làm tiếp những cái video khác về tựa game này cũng như những tựa game khác ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ngoài những video sau. See you. Bữa thiệt chứ.